Thuận. Chọn Nguyên Trân. Chọn có vẻ rất là tràn trề sinh lực luôn đó nha. Không chỉ Nguyên Trân thôi đâu mà rất nhiều người nói với Thuận như vậy. À mà Trân ơi, bạn và người thân có bao giờ mắc những cái triệu chứng như là đau lưng, vai cổ, đau đầu hoặc nhức mỏi xương khớp không? Chắc chắn rồi. Thường á là trong gia đình thì ông bà nè, bố mẹ nè là những người lớn tuổi hay mắc phải những cái triệu chứng như vậy. Còn bản thân Nguyên Trân sau khi mà làm việc nhiều giờ liền nè thì cũng rất là khó chịu và thường có những cái triệu chứng như vậy. Vâng thưa quý vị, với cuộc sống hiện đại như ngày nay, với những áp lực mệt mỏi trong công việc thì những triệu chứng như là đau lưng, vai cổ, nhức mỏi không chỉ đến với những người lớn tuổi thôi đâu mà những người trẻ tuổi cũng mắc phải. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn đệm trị liệu bằng tia hồng ngoại Cairo 7 Matchep giúp chúng ta điều trị những căn bệnh trên một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng của cuộc sống. Vâng thưa quý vị, thông thường chúng ta thấy ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những sản phẩm như là miếng dán nhiệt nè hay là túi chườm nóng thì chỉ có tác dụng là nóng ở trên bề mặt da thôi. Thế nhưng mà sản phẩm Cairo 7 Matchep của chúng tôi thì sử dụng nhiệt sinh ra từ đoạn cuối của phổ hồng ngoại. Chính vì lý do đó mà nó có công dụng là điều trị sâu ở bên trong cơ thể luôn và giúp làm tan đi những cơn mệt mỏi rất là hiệu quả. Quý vị thân mến, đệm trị liệu Cairo 7 Matchep được cấu tạo bởi 242 viên ngọc bích tự nhiên. Từ thời xa xưa thì những vua chúa đã sử dụng những viên ngọc quý này mang theo bên người hoặc thậm chí còn làm giường ngủ, bởi vì những viên đá này không chỉ mang lại may mắn thôi đâu mà còn giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe cũng như là nó kéo dài tuổi thọ nữa đó quý vị ạ. Khi 242 viên ngọc bích được làm nóng bởi điện năng sẽ phát ra tia hồng ngoại. Các tia hồng ngoại đi xuyên qua da thấm sâu vào cơ thể lên đến 3 inch giúp xoa dịu các cơn đau. Tia hồng ngoại giúp mở rộng các mao mạch, tăng tuần hoàn máu, giúp đào thải độc tố ở vùng cơ bị sơ cứng lâu ngày, tăng cường cung cấp oxy và dưỡng chất cho các vùng cơ này, khiến chúng được phục hồi và mềm lại. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sóng hồng ngoại xa làm tăng nồng độ endorphin, một chất giảm đau nội sinh. Với sản phẩm Cairo 7 Matchep thì còn sản sinh ra ion âm, giúp lọc sạch máu, giải tỏa mệt mỏi cũng như là tái tạo tế bào và giúp mau lành vết thương nữa. Còn một tính năng rất đặc biệt nữa của đệm trị liệu Cairo 7 Matchep với thiết kế ngăn chặn phát ra từ trường thì chúng ta sử dụng thường xuyên sẽ không sợ những tác dụng phụ hay hệ quả sức khỏe lâu dài. Bây giờ thì Nguyên Trân rất là muốn được nằm thử trên tấm đệm mà Cairo 7 Matchep của chúng ta để có thể có được những cái cảm nhận thực tế nhất nhé. Thực sự là Nguyên Trân cảm thấy rất là thích thú luôn quý vị biết không ạ. Lượng nhiệt vừa phải tỏa đều trên cơ thể của chúng ta, tác động sâu vào ở trong phần vai nè, phần sống lưng nè, rồi phần cột sống của chúng ta nữa. Với sản phẩm này đó thì Nguyên Trân nghĩ là mình sẽ không cần phải đến spa để có thể chườm đá nóng nữa, bởi vì tại nhà cũng có thể làm được luôn. Rất nhiều khách hàng sau khi sử dụng đệm trị liệu Cairo 7 Matchep đều rất là thích thú và đánh giá rất là cao về dòng sản phẩm này. Phải làm việc trong văn phòng 8 tiếng một ngày nên là Mỹ Nhàn thường bị mỏi cổ và lưng. Tuần vừa rồi, một người bạn đã tặng cho Mỹ Nhàn là tấm nệm tia hồng ngoại Cairo 7. Mỹ Nhàn đã sử dụng mỗi ngày sau khi đi làm về. Mỗi lần chỉ trong vòng 40 phút thì các cơ đã được xoa dịu, mệt mỏi đều tan biến. Mỹ Nhàn không còn cảm thấy là đau nhức như trước và luôn tràn đầy sức lực để bắt đầu một ngày mới. Cairo 7 quả là một giải pháp tuyệt vời cho những ai hay bị mệt mỏi, đau cổ và lưng như Mỹ Nhàn. Phòng mạch của chúng tôi chuyên trị các chứng đau nhức bằng phương pháp chiropractic, phối hợp với những vật lý trị liệu tối tân nhất hiện nay như liệu pháp laser, liệu pháp ánh sáng, liệu pháp giảm sức ép cột sống và liệu pháp tia hồng ngoại xa hay còn gọi là far infrared therapy với tấm đệm trị liệu Cairo 7 Matchep. Nhiều bệnh nhân thường hỏi chúng tôi có phương pháp gì để điều trị thêm ở nhà thì chúng tôi cũng giới thiệu về đệm trị liệu Cairo 7 Matchep. Đệm Cairo 7 Matchep vừa hiệu quả, vừa dễ sử dụng và rất an toàn nên các bệnh nhân có thể dùng để tự trị liệu thêm tại nhà. Để sử dụng sản phẩm Cairo 7 Matchep thì cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần chọn một mặt phẳng, đó là giường nè hoặc là ghế sofa nè. Sau đó thì chúng ta sẽ trải ra đó và cắm điện vào. Sau đó thì chúng ta sẽ nằm lên rất là thư thái và thoải mái như vậy thôi. Và những viên ngọc bích này nó sẽ có tác dụng, đó là tác dụng nhiệt lên trên những cái phần vùng đau nhất của chúng ta như là vai nè, cột sống nè, sẽ mang lại cảm giác rất là thoải mái. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy được là có một cái nút điều chỉnh để có thể tăng hoặc là giảm nhiệt độ tùy theo nhu cầu. Bởi vì sản phẩm Cairo 7 Matchep đã được nghiên cứu rất là kỹ càng, vì vậy nên là dù cho quý vị có tăng nhiệt độ cao đi nữa thì cũng sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta, cũng như là không sản sinh ra quá nhiều mồ hôi và bị bỏng, rất là an toàn trong quá trình sử dụng luôn.
Bên cạnh đó là một cái nút nhỏ phía bên trên, chúng ta chỉ cần dặn hết về bên phải và lần sử dụng đầu tiên, thì với hệ thống ngăn chặn phát ra từ trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc đề phòng các bệnh phụ. Nếu như mà chúng ta bị đau nhức ở những phần như là đầu gối nè hoặc là chân nè, thì quý vị cũng có thể là trải tấm đệm của chúng ta lên trên phần chân của mình, cũng có cảm giác rất là dễ chịu luôn. Và mỗi ngày thì quý vị nên sử dụng là 40 phút. Quý vị khán giả nào mà chúng ta bị nặng hơn đó thì quý vị cũng có thể sử dụng là một ngày 2 lần trong thời gian ngắn thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng xua đi những cái cơn đau nhức cũng như là khó chịu nữa. Và sau khi chúng ta sử dụng xong sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần để nguội bên ngoài khoảng 5 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ xếp thật là gọn gàng lại. Kính thưa quý vị, sản phẩm đệm Cairo 7 Matchet quả là một sản phẩm rất tuyệt vời cho sức khỏe. Và đây cũng có thể là một món quà ý nghĩa để gửi tặng cho người thân cũng như là bố mẹ của mình. Với những quý vị nào muốn mua sản phẩm để gửi tặng cho người thân tại Việt Nam thì chúng tôi cũng có thể giao hàng miễn phí. Chỉ với 289 đô, tương đương với 5 lần đi massage, quý vị sẽ có ngay nệm hồng ngoại Cairo 7 Matchet. Để được tư vấn và đặt hàng, hãy liên hệ với chúng tôi. Shadow Company, địa chỉ 1982 Centro, San Jose, CA 95112, hoặc truy cập vào website www.hetdaunhat.com hoặc số điện thoại 1-855-855-4616. Hãy gọi cho chúng tôi để sở hữu sản phẩm đệm trị liệu bằng tia hồng ngoại Cairo 7 Matchet với mức giá cực kỳ hấp dẫn cũng như là công năng điều trị rất tuyệt vời quý vị nha.